ty chứng khoán giá rẻ đầu tiên tại Việt Nam. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình chứng khoán cuối tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Thưa quý vị, liên tiếp vượt 1.170 điểm, rồi 1.200 điểm, rồi lại tuột khỏi mốc 1.200 điểm. Chỉ số VN Index có phải đang rượt đuổi ngưỡng kháng cự quan trọng này? Liệu xu hướng tăng trưởng có bền vững hay không? Bên cạnh đó, đại diện Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia sẽ có những đánh giá như thế nào về mức độ rủi ro của thị trường, cũng như cảnh báo tới các nhà đầu tư chứng khoán. Tất cả sẽ có trong chương trình chứng khoán cuối tuần này với chủ đề thị trường chứng khoán Việt Nam và ngưỡng kháng 1.200 điểm. Thưa quý vị, năm 2017 chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của chỉ số VN Index. Theo số liệu từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tính đến ngày 19 tháng 12 năm 2017, chỉ số VN Index đạt 951,42 điểm, tăng 43% so với cuối năm 2016. Với đà tăng đó, chỉ số VN Index đã vượt mốc 1.170 điểm và liên tiếp xác lập những mức đỉnh cao mới. Mời quý vị theo dõi những ghi nhận sau của chúng tôi. Hơn 10 năm trước, cụ thể là vào ngày 12 tháng 3 năm 2007, VN Index đã đạt 1.170,67 điểm, thiết lập nền đỉnh lịch sử của thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng năm 2008 đã khiến cho các chỉ số liên tục lao dốc và thị trường chứng khoán Việt Nam cũng chịu cảnh điều hưu, mất thanh khoản khi lệnh bán nhiều mà lệnh mua vắng. Chỉ số chứng khoán từ đỉnh 1.170 đã về đáy 230 điểm và phải mất hơn 10 năm để quay lại mốc cũ. Cụ thể, đến phiên giao dịch ngày 21 tháng 3 năm 2018, VN Index đã chính thức vượt qua mốc đỉnh lịch sử. Thời điểm cao nhất chỉ số VN Index đạt mức 1.172 điểm. Dòng tiền cũng đã có sự lan tỏa thành công khi tiền từ nhóm bất động sản không những chuyển đến nhóm ngân hàng mà còn lan ra những mã thuộc nhóm ngành khác. Cái bản chất của năm 2007, khi thị trường cũng vừa mới đưa vào vận hành, cũng mới ổn định, và các cái cổ phiếu, các cái doanh nghiệp thì tăng rất là nóng và đánh giá không đúng cái bản chất cũng như là cái giá trị của doanh nghiệp. Hầu hết các cái doanh nghiệp có những doanh nghiệp cổ phiếu 5-700 nghìn, 800 nghìn, và cái việc mà thị giá cổ phiếu được tăng cao lên như vậy là nó do cái câu chuyện là thổi giá, và cái câu chuyện bong bóng năm 2017 thì chắc chắn sẽ không còn lặp lại trong cái giai đoạn này cũng như là giai đoạn tới, bởi vì là cái giá cổ phiếu cũng như cái việc mà tăng trong giai đoạn vừa qua là nó xuất phát từ cái tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, cũng như là cái chính sách vĩ mô điều hành của chính phủ. Tiếp nối đà tăng, thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến chỉ số VN Index xác lập kỷ lục mới khi cán mốc 1.180 điểm sau hơn một thập kỷ chờ đợi vào ngày 22 tháng 3. Sau một vài nhịp điều chỉnh đến phiên giao dịch ngày 2 tháng 4, phiên giao dịch chứng khoán đầu quý 2 diễn ra trong sắc xanh và cuối phiên VN Index tăng mạnh 22,15 điểm lên 1.196,61 điểm, cao nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam. Bất chấp diễn biến giằng co, VN Index đến phiên ngày 9 tháng 4 đã đạt 1.204 điểm vào cuối phiên nhờ nhóm cổ phiếu bất động sản, ngân hàng và chứng khoán. Chúng ta đã chứng kiến cái thời gian vừa qua thị trường liên tục có những cái mức điểm số cao hơn, và thậm chí hiện tại đang giao dịch cao hơn cái mức đỉnh cũ của năm 2009 và 2008. Thế thì rõ ràng rằng là chúng ta đã có những cái bước tiến rất là tốt. Tôi có theo dõi cái chỉ số future của VN30 cũng như là cái kỳ vọng của thị trường trong một tháng và trong cái thời gian dài hơn, thì nhận thấy rằng là mặc dù điểm số của thị trường có tăng khá là mạnh, tuy nhiên có vẻ như các nhà đầu tư đang kỳ vọng cái sự vượt đỉnh của thị trường không thực sự mạnh mẽ lắm, khi mà VN30 giao dịch xung quanh cái VN30 của 1 tháng, 3 tháng hay 6 tháng đều giao dịch xung quanh cái mức điểm của thị trường hiện tại. Phiên giao dịch cuối tuần ngày 13 tháng 4 khép lại với những diễn biến không thực sự tích cực. Chỉ số VN Index đóng cửa giảm 15,88 điểm xuống 1.157,14 điểm. Thanh khoản thị trường đạt 261 triệu cổ phiếu, tương ứng với 8.400 tỷ đồng. Mã số giảm điểm trên 3 sàn áp đảo hoàn toàn với 335 mã, trong khi chỉ có 241 mã tăng điểm. Thì đánh giá về triển vọng của thị trường trong xuyên suốt năm 2018 thì tôi vẫn đánh giá là cái cơ hội để tăng điểm nó vẫn là rất là cao. Tuy nhiên là trong ngắn hạn thì cái khả năng mà bứt phá mạnh thì không được đánh giá là cao lắm, bởi vì là nhiều khả năng chúng ta sẽ cần phải một cái nhịp chững lại để đón nhận những cái thông tin tích cực và hấp thụ được cái áp lực chốt lời trong thời gian tới trước khi tiếp tục có thể đi lên.
Sau khi thị trường vượt qua mốc đỉnh lịch sử của 10 năm trước là 1.170 điểm, VN Index liên tục xác lập những mốc kỷ lục mới tại 1.190 điểm hay 1.200 điểm. Tuy nhiên, sau những mốc đỉnh đó thì thị trường cũng có những đợt điều chỉnh giảm mạnh. Trong bối cảnh này thì câu hỏi được giới đầu tư quan tâm nhất đó là xu hướng tăng của thị trường có bền vững hay không? Mời quý vị cùng đi tìm câu trả lời qua phóng sự ngay sau đây. Những tín hiệu lạc quan về nền kinh tế vừa được công bố như GDP quý 1 tăng mạnh nhất 10 năm và đạt 7,38%, lạm phát tháng 3 giảm 0,27%, đưa mức lạm phát quý 1 ở mức 2,82%, chỉ số công nghiệp tăng 11,6%, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 9,9% và xuất siêu 1,3 tỷ đô la Mỹ. Những số liệu này cho thấy kinh tế Việt Nam đang ở trạng thái rất tích cực, vừa đạt được mức tăng trưởng cao, vĩ mô ổn định và điều này giúp thị trường chứng khoán tăng trưởng vững chắc. Tất cả những cái yếu tố nền tảng quan trọng nhất của thị trường chứng khoán đó là đầu tiên phải kể đến là yếu tố kinh tế vĩ mô. Thì chúng ta đang có một cái bối cảnh kinh tế vĩ mô rất là tốt. Tăng trưởng GDP thì bắt đầu vào một chu kỳ tăng trưởng mới. Lạm phát thì được kiểm soát ở mức thấp. Lãi suất hiện nay cũng ở mức rất thấp, thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây, là yếu tố hỗ trợ mạnh mẽ cho nền kinh tế. Tỷ giá thì rất ít biến động. Biến động chỉ dưới 2% một năm, là ở mức cũng thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Chính vì vậy mà chúng tôi nhận thấy rằng là cái yếu tố kinh tế vĩ mô đang thuận lợi cho thị trường chứng khoán phát triển. Theo giới chuyên gia, để nhận biết thị trường có bền vững hay không, chúng ta cần chú ý đến xu hướng của dòng tiền, đặc biệt là dòng tiền vào nhóm cổ phiếu blue chip vốn hóa lớn có tác động đến chỉ số chính VN Index. Dòng tiền lớn vào những nhóm cổ phiếu mà blue chip mà vẫn tiếp tục duy trì thì chúng ta nhìn thấy đấy là một cái đà tăng trưởng nó mang yếu tố bền vững. Chúng ta nhìn nhận rằng là thị trường đang ủng hộ, các yếu tố của thị trường nó đang ủng hộ cho cái việc là xu hướng uptrend của thị trường đang lên cái điểm cao mới. Bên cạnh đó, xu hướng tăng trưởng bền vững của thị trường còn được phản ánh qua quy mô của thị trường và niềm tin của giới đầu tư. Và tôi nhận thấy rằng là thị trường hiện tại đang ở một cái mức hoàn toàn mới so với các năm trước đây. Về mặt điểm số thì khó có thể nhận định, tuy nhiên tôi nhận thấy rằng là về mặt niềm tin cũng như là quy mô, cũng như là quy mô về thanh khoản, quy mô về vốn hóa đều đã phát triển lên một cái mức khá là cao. Và chúng tôi nhận thấy rằng là dòng tiền nội cũng vô cùng quan trọng. Chúng tôi nhận thấy thanh khoản của thị trường đã tăng lên gần gấp 2 lần so với mức trung bình của 3 năm trước. Và nó cũng phản ánh một thực tế rằng dòng tiền nội đã tham gia thị trường rất mạnh mẽ. Thì rõ ràng cái niềm tin vào nền kinh tế và cái hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết là những yếu tố quan trọng nhất thu hút được cái dòng tiền cả nội, dòng tiền ngoại vào thị trường. Và do đó nó giúp cho thị trường của chúng ta đi lên một cách chậm rãi nhưng bền vững và vượt hết những cái vùng đỉnh quan trọng. Mặc dù đồng quan điểm trên nhưng chuyên gia này cũng cho rằng sự giằng co ở thời điểm hiện tại là khá mạnh và điều này sẽ cản trở đến đà tăng của thị trường trong ngắn hạn. Thực ra ở vào cái đoạn này thị trường nó cũng chưa có một cái nhịp điều chỉnh đáng kể để nó củng cố lại cái áp lực chốt lãi tiềm ẩn của thị trường, cho nên là khi lên càng lên vùng giá cao thì cái sự giằng co giữa những cổ phiếu vụt hóa lớn, những cổ phiếu tăng giá mạnh trong thời gian trước thì nó ngày càng tăng lên, đặc biệt là trong cái giai đoạn này lại có sự tham gia lực bán của các nhà đầu tư nước ngoài nữa, thì nó sẽ tiếp tục tạo ra những cái thế giằng co cho thị trường và nó sẽ tạo ra những cản trở mỗi khi mà chỉ số VN Index hướng lên những tầm cao mới. Nên chúng tôi nghĩ rằng là cái dư địa tăng ít nhất là trong ngắn hạn của chỉ số VN Index sẽ không còn nhiều nữa. Như vậy, mặc dù thị trường đang tăng trưởng tốt, nhưng nhà đầu tư để kiếm lời trên thị trường ở thời điểm hiện tại thì cũng cần cẩn trọng, cân nhắc kỹ khi đầu tư, tránh rủi ro nếu thị trường điều chỉnh mạnh. Qua phóng sự vừa rồi, chúng ta có thể thấy rằng các thành viên thị trường đều đặt niềm tin vào xu hướng tăng bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2018. Vậy trong năm nay, VN Index sẽ tiếp tục chinh phục những ngưỡng điểm mới nào? Ghi nhận của phóng viên VITV. Tôi đã có những cái báo cáo, những là dự báo từ giai đoạn đầu năm 2018. Và nhất là kể cả quý 4 năm 2017, rõ ràng xu hướng thị trường đang trong cái giai đoạn uptrend và đang hướng lên các mốc cao hơn. Thì trước mắt thì sau khi mà VN-Index chạm cái ngưỡng 1.200 điểm có những biến động mà rung lắc điều chỉnh là chuyện rất bình thường, sau đó VN-Index sẽ lên tiếp các điểm cao. Thì cụ thể là trong quý 2 tới, VN-Index có thể lên tới cái mốc là 1.280 đến 1.380 điểm trong thời gian tới. Theo quan điểm của tôi thì thị trường hoàn toàn có thể vượt qua cái mốc 1.200 điểm khi mà các cái dòng tiền về của thị trường vẫn đang giữ và luân chuyển rất là mạnh trên thị trường. Nhiều có thể là nhiều các cái nhóm cổ phiếu sẽ có đà tăng trưởng khá tốt trong tháng 4, nửa đầu tháng 4 khi mà
các cái kết quả kinh doanh của quý 1 là sẽ được công bố cùng với những cái triển vọng khi mà đại hội cổ đông thông qua các kế hoạch kinh doanh, thì các cái nhóm cổ phiếu dẫn dắt hoàn toàn có thể sẽ giúp thị trường vượt qua cái mức 1.200 điểm. Có những cái phiên đã giao dịch ở mức đỉnh cao mới rồi, tuy vậy thì nó vẫn diễn biến khá là chậm trong cái biên độ từ khoảng 1.165 đến 1.180 điểm với nền tảng thanh khoản trung bình. Tuy vậy thì bước vào cái phiên giao dịch đầu tháng 4 thì một số cổ phiếu vốn hóa rất lớn đã có những cái chuyển động tích cực và qua đó thì giúp cho chỉ số vượt qua cái kháng cự 1.180 và theo đó hướng lên cái mốc kháng cự mới ở quanh cái vùng 1.200 điểm. Thì chúng tôi cho rằng là cái việc chỉ số VN-Index thiết lập những cái mức đỉnh lịch sử và có thể tiếp tục thiết lập những cái mức đỉnh mới trong tương lai thì cái này cũng sẽ không phải là một vấn đề quá lớn nữa, tại vì hiện tại là thị trường đang được kiểm soát rất tốt bởi những nhóm cổ phiếu vốn hóa rất lớn. Chúng ta đang có một cái xu thế tăng, và thứ hai là cái thị trường của Việt Nam đang tiệm cận được cái sự mà nâng hạng của thị trường chứng khoán, và cơ quan quản lý nhà nước cũng như là các nhà đầu tư trong nước và quốc tế cũng rất là kỳ vọng vào cái chuyện đó. Thì tôi nghĩ là cái chỉ số index sẽ tiếp tục được tăng lên, và tôi kỳ vọng là chúng ta sẽ vượt qua được cái đỉnh cũ cách đây 10 năm và sẽ vươn qua được cái mốc 1.200 điểm trong 6 tháng đầu năm này. Và ngoài ra một cái yếu tố mà tôi nghĩ nó cũng rất là quan trọng, đó là cái niềm tin của nhà đầu tư. Cái niềm tin này nó cũng tạo ra cái động lực tăng trưởng cho cái thị trường chứng khoán trong những năm vừa qua, thì bây giờ nó vẫn sẽ tiếp tục. Theo tôi quan điểm thì cái chỉ số chứng khoán nó có thể tăng trưởng vượt mức là 1.200, thì có thể là đầm đinh đâu đó lên gần khoảng 1.300. Theo mình nghĩ là nó sẽ vượt qua cái mốc 1.170 và sẽ còn tiến lên thêm nữa. Mình chắc là sẽ khoảng 1.250 chẳng hạn. Mình kỳ vọng nó có thể lên đến 2.500 điểm. Trước những diễn biến tích cực của thị trường chứng khoán trong thời gian gần đây, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia đã đưa ra những lời cảnh báo tới các nhà đầu tư chứng khoán về mức độ rủi ro của thị trường. Mời quý vị theo dõi cuộc trao đổi của phóng viên VTV với ông Lê Việt Dũng, Phó trưởng Ban Giám sát Tổng hợp, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia. Xin chào ông và xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc trò chuyện với kênh truyền hình VTV. Thưa ông, một điều mà giới đầu tư chứng khoán hiện nay đang rất là quan tâm đó là chỉ số chứng khoán VN-Index của thị trường chứng khoán Việt Nam đã có những phiên vượt qua mức điểm 1.200 điểm. Vậy thì ông có thể đánh giá những cái mức độ rủi ro tiềm ẩn của thị trường trong thời điểm hiện tại là gì ạ? Theo tôi thì chỉ số chứng khoán Việt Nam VN-Index thì tiếp tục cái đà tăng từ năm 2017, và trong quý 1 năm nay thì chỉ số VN-Index đã tăng nhanh so với cuối năm 2017 và là một chỉ số chứng khoán tăng mạnh nhất trên toàn cầu. Và theo tôi đánh giá thì mức tăng giá của cổ phiếu đã phản ánh cái mặt bằng giá cổ phiếu hiện thời đang ở mức cao, và cái mức tăng giá của cổ phiếu này thì đã phản ánh phần nào cái triển vọng lợi nhuận của doanh nghiệp tăng trưởng trong năm 2018, cũng như là phản ánh một phần các cái thông tin tốt về nền kinh tế vĩ mô. Trong bối cảnh hiện nay thì thị trường chứng khoán Mỹ cũng như là thế giới đang chịu những cái ảnh hưởng nhất định từ cái xung đột thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, cũng như là khả năng Mỹ đẩy nhanh tiến độ tăng lãi suất. Do đó là những cái biến động của thị trường chứng khoán Mỹ cũng như thế giới sẽ có những cái tác động nhất định đến thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới. Song song với những rủi ro thì ông có thể đánh giá các cái yếu tố có thể hỗ trợ thị trường trong thời gian tới là gì ạ? Theo tôi đánh giá thì thị trường chứng khoán Việt Nam được hưởng lợi từ nền tảng cơ bản là kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng cao, và chính phủ có những cái tiến hành cải cách thể chế quyết liệt, và cùng với đó là những cái chương trình cổ phần hóa và thoái vốn của doanh nghiệp nhà nước đã tạo ra những cái nền tảng vững chắc cho nền kinh tế Việt Nam cũng như là thị trường chứng khoán. Cùng với đó thì môi trường đầu tư cũng như môi trường kinh doanh cũng đã được cải thiện, và đó là tổng hợp lại là những cái yếu tố tạo ra nên yếu tố hỗ trợ cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Vậy ông có thể đưa ra những cái cảnh báo như thế nào cho các nhà đầu tư chứng khoán trong thời điểm hiện tại ạ? Tôi cho rằng nhà đầu tư chứng khoán trong thời gian hiện tại thì cần quan tâm đến những cái rủi ro trên thị trường, và đặc biệt là nên kiểm soát việc sử dụng đòn bẩy margin, cũng như là tránh việc tham gia các cái hoạt động đầu cơ vào những cổ phiếu có chất lượng kém và không minh bạch về tình hình tài chính cũng như tình hình kinh doanh. Tuy nhiên, với cái nền kinh tế Việt Nam có tiềm năng tăng trưởng chung và dài hạn thì nhà đầu tư cũng có thể lựa chọn được những cái cổ phiếu có
chất lượng tốt để đầu tư dài hạn. Tuy nhiên thì cũng nên lưu ý là cùng với cái mặc dù là thị trường tăng trưởng nhưng nhà đầu tư cũng nên lựa chọn kỹ cổ phiếu, vì có những cổ mặc dù thị trường tăng điểm nhưng mà có những cổ phiếu vẫn bị giảm điểm. À, nên theo tôi thì nhà đầu tư nên có đặt ra một cái kỷ luật đầu tư và có kỷ luật đầu tư để chấp nhận là nếu tình huống xấu thì nên có cắt lỗ cổ phiếu. Xin cảm ơn những chia sẻ của ông. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình chứng khoán cuối tuần này. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn và đừng quên cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.